cái thiết kế đèn định vị của nó tạo theo hình kiểu như là móng vuốt một con sư tử ấy, với ba giải đèn định vị ở trên và một cái móng vuốt rất là đẹp ở phía bên dưới. Và đây là cái chi tiết mà mình nghĩ là nó ăn tiền nhất ở trên chiếc xe này. Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Hay. Và hiện tại thì bọn mình đang có mặt tại buổi lễ ra mắt chiếc Peugeot 2008 thế hệ mới. Nói qua một chút thì đây là một mẫu crossover cỡ B và sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả những đối thủ, ví dụ như là Kia Seltos, Toyota Corolla Cross hoặc là Honda HR-V, Ford EcoSport, Hyundai Kona, kiểu như vậy. Thì đầu tiên mình sẽ nói về giá bán trước. Thì chiếc xe này nó sẽ có hai phiên bản tại Việt Nam, bao gồm phiên bản GT Line ở bên tay trái của mình và phiên bản Active ở phía bên tay phải. Thì với phiên bản GT Line cao cấp hơn, chúng ta sẽ có mức giá là 829 triệu. Còn phiên bản Active thì chỉ có giá là 739 triệu, tức là chênh nhau khoảng 90 triệu. Mình nhớ không nhầm thì là như vậy. Tiếp theo là về phần thiết kế tổng thể. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình, thì quả thực mà nói Peugeot 2008 nó thừa rất nhiều những cái nét đặc trưng của những cái phong cách thiết kế mới mang ngôn ngữ của Peugeot, như là chiếc 3008 hay là 5008. Tuy nhiên có một điều thú vị hơn là ở trên chiếc 2008 này chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó trẻ trung hơn, và thực sự là nó có gì để nó gấu và nó cá tính hơn rất là nhiều. Điểm nổi bật nhất mà mình muốn chia sẻ ngay với các bạn đó chính là cái cụm đèn này, và đây cũng là cái chi tiết khiến chiếc xe này nó nổi bật hơn cả. Ở trên phiên bản GT Line mà mình đang chỉ ở đây với các bạn, nó sở hữu cái cụm đèn LED full LED rồi, nhưng mà cái thiết kế đèn định vị của nó tạo theo hình kiểu như là móng vuốt một con sư tử ấy, với ba giải đèn định vị ở trên và một cái móng vuốt rất là đẹp ở phía bên dưới. Và đây là cái chi tiết mà mình nghĩ là nó ăn tiền nhất ở trên chiếc xe này. Tiếp theo thì mặt ca lăng thì chúng ta vẫn sẽ có cái mặt với cái thiết kế các cái nan kiểu ngang thôi. Còn về tổng thể thì vẫn phải công nhận đây là một chiếc xe rất cá tính và phong cách. Và ngay phía bên cạnh, ngay bây giờ mình sẽ chỉ với các bạn luôn. Trên phiên bản Active thì chúng ta sẽ có một vài những cái khác biệt so với các phiên bản cao cấp hơn. Đó chính là cái cụm đèn. Thì nếu như cái cụm đèn ở trên phiên bản GT Line chúng ta sẽ có cái đèn định vị 3 chấu kiểu móng vuốt sư tử ấy, thì trên phiên bản Active thì chúng ta sẽ không có cái chi tiết này, mà thay vào đó là đèn chiếu sáng vẫn là công nghệ LED. Nó vẫn rất là đẹp nhưng mà nó chia khoang nó nhẹ nhàng hơn, nó không quá cá tính như là phiên bản GT Line. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ tiết kiệm cho các bạn được khoảng 90 triệu về phần thiết kế. Tiếp theo về phần thân xe thì đây, xin mời các bạn qua bên này. Trên Peugeot 2008 chúng ta sẽ có trang bị mâm. Xe là loại 17 inch thiết kế 5 chấu kép, với cái kiểu thiết kế sơn hai màu tương phản nó khá là đẹp và nó cũng đồng điệu với kiểu nó thể thao với cả cái chiếc xe này. Ngoài ra thì ở phần thân xe có một chi tiết nữa mình cũng rất là thích và mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là phần trụ C của chiếc xe này. Phải nói là Peugeot họ rất thức thời khi trang bị cái phần trụ C sơn đen, và nó tách biệt với cả hai khu vực thân xe và phần mui xe. Nó làm một chiếc xe, thứ nhất nhá, nó cảm giác trẻ hơn. Cái thứ hai là vẫn có cái cảm giác gì đó, cái mui này ấy, nó vát xuống và nó theo một cái phong cách kiểu SUV like Cooper, rất là kiểu thời thượng, đúng như cái phong cách hiện nay. Tiến tới phần đuôi xe, xin mời các bạn. Giờ túi. Trên cả hai phiên bản thì chúng ta sẽ chỉ có cốp mở cơ thôi, không có cốp mở điện. Và cái thiết kế đèn thì nó cũng tương tự như là 3008 hoặc là 5008 thôi. Nhưng mà cái chi tiết hơn thì chúng ta sẽ có một cái cụm đèn hậu nó mỏng hơn. Cái chiều dài từ phần gầm xe cho tới phần kính chắn gió nó cao, nó dài, và kết hợp với cái kính chắn gió của nó cũng khá là ngắn ấy. Nó lại tiếp tục tạo chúng ta một cái nhìn gì đó nó rất là Cooper. Và thực sự đây là một chiếc xe rất phù hợp với cả những đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Thì khi mở cốp thì như mình vừa chia sẻ, đây là cốp mở cơ. Và cái dung tích hành lý ở trên Peugeot 2008 thì theo cá nhân mình đang nhìn thấy ở đây, đang đánh giá ở đây thì nó cũng khá là vừa vặn. Nó không quá to nhưng nó cũng không quá nhỏ. Chúng ta vẫn có thể để được khoảng hai cái vali full size cộng thêm một số những cái đồ kiểu nhỏ nhỏ một chút. Thì với trong cái phân khúc này thì mình nghĩ cái cốp này nó cũng khá là hợp lý, nó cũng đủ để đáp ứng cho mọi người cái nhu cầu sử dụng hàng ngày. Và bây giờ chúng ta cùng vào nội thất, khoang hàng ghế thứ hai đi. Hiện tại thì bọn mình đang ngồi ở trên chiếc phiên bản GT Line 2008, phiên bản cao cấp nhất. Thì với hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ có toàn bộ ghế ở đây nhá, toàn là ghế da rồi, bọc da với cả cái đường chỉ thêu cũng khá là đẹp mà nó cũng chỉnh chu. Tuy nhiên ở hàng ghế thứ hai có một cái điều mà mình phát hiện là nó không có cửa gió điều hòa. Đây cũng là một cái thiếu sót nho nhỏ ở trên một chiếc xe mà mình nghĩ là nó cũng
vượt lên trên một số mẫu xe trong cùng phân khúc rồi. Còn về cái tư thế ngồi nhé, nhất là về độ êm ái thì chúng ta vẫn duy trì được cái độ êm ái nhất định từ phần đệm, và cái độ ngả lưng cũng khá là vừa phải. Và cái khoảng từ đầu gối của mình đến hàng ghế phía trước ấy, như mình đã chỉnh ở ghế phía trước, nó cũng xem với cái kích thước tư thế ngồi của mình rồi, thì nó cũng khá là vừa. Nên cứ như các bạn thì nhé, vẫn có một khoảng cỡ khoảng 15cm, 10 đến 15cm. Nhìn chung là ở hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ có một cái không gian tương đối là thoáng đãng. Mặc dù là cái cửa sổ ở trên chiếc xe này nó cũng được thiết kế, nó được thuôn về phía sau, nhưng mà cái cảm giác của chúng ta ấy, chúng vẫn không bị quá tù khi mà cái trần này này nó được thiết kế cao. Và như các bạn nhìn nhá, từ phần đầu mình đến phần trần này, nó có một cái khoảng cách đủ lớn để không hoàn toàn không lo bị chạm đầu, kể cả những người cao hơn mình như chăng nữa. Trên 1m8 thì mình nghĩ vẫn khá là thoải mái với chiếc xe này. Dẫu sao thì nó cũng là một chiếc xe đến từ châu Âu, nên là mình nghĩ là nó sẽ có một cái thiết kế về kích thước nó là tối ưu, khá là hợp lý. Và ngay bây giờ chúng ta tiến lên hàng ghế trên nhỉ. Tiến vào khu vực khoang lái đây thì nó mới là cái khu vực mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên, cái cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc Peugeot 2008 đó chính là cái sự cao cấp, cái sự trẻ trung, và nó có gì nó hơi tương lai một chút. Nó tương tự như là chiếc 3008 với cả 5008. Với cái phong cách thiết kế iCockpit theo nhà sản xuất gọi là như vậy, thì tất cả mọi chi tiết từ màn hình, hàng phím bấm đến mọi thứ thiết kế từ táp lô thứ, nó đều tập trung hướng tới người lái. Nó tạo cho mình một cái cảm giác như đúng là mình là một chủ một chiếc xe, mình có thể điều khiển nó rất là kiểu không cần nhìn cũng biết được là các cái hàng phím bấm nó như thế nào, và nó tập trung tối đa về cái người sử dụng là cái người cầm lái này. Ngoài ra thì Peugeot 2008 phiên bản cao cấp nhất, phiên bản GT Line mình đang ngồi ở đây, nó có một cái trang bị duy nhất trong phân khúc, đó chính là cái cụm đồng hồ công tơ mét. Thì như các bạn có thể nhìn thấy nhé, đây là cụm đồng hồ màn hình duy nhất trong cùng phân khúc, không có đối thủ nào có cái màn hình như thế này. Nó nổi khối kiểu 3D ấy, nó rất trẻ trung và thực sự là nó có một cái gì nó khiêu khích cái người quan sát. Ngoài ra thì các cái hàng phím bấm cũng tương tự như là 3008 và 5008, nó như kiểu phi thuyền ấy. Với cá nhân mình thì nó giống như kiểu một chiếc phi thuyền ấy, rất là đẹp. Tuy nhiên, khen nhiều thì cũng phải có một số những cái điểm mà nói gì nói mình cũng chưa hài lòng lắm. Đó chính là cái phần cần số này. Ở trên phiên bản quốc tế, nếu anh em xem được ảnh nội thất của chiếc xe này ở bản quốc tế ấy, thì anh em sẽ thấy là cái cần số của chiếc xe này nó giống hệt như là 3008 và 5008. Nó rất đẹp. Nhưng mà trên cái chiếc 2008 tại Việt Nam thì cái cần số của nó đã được thiết kế lại. Có thể nhiều anh em sẽ thích, còn với cá nhân mình thì mình vẫn thích cái cần số nó giống kiểu 3008 và 5008 tại Việt Nam, hoặc là 2008 ở nước ngoài hơn. Về các cái trang bị an toàn thì chúng ta sẽ có cái phanh tay điện tử này. Trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ không có Adaptive Cruise Control, đó, nhưng bù lại đó chúng ta vẫn sẽ có những công nghệ ví dụ như là giữ làn đường hoặc là giới hạn tốc độ lim. Ngoài ra thì cái thiết kế vô lăng ở trên chiếc Peugeot 2008 nó cũng tương tự như những người anh em của nó, cái thiết kế vô lăng đi cắt, hai mặt trên dưới đều được cắt vát, và cái kích thước của cái vô lăng này cũng khá là nhỏ so với các đối thủ. Thì rõ ràng là đây là một cái vô lăng nhỏ hơn, nhưng mà với ở cái tư thế ngồi của mình, ở cái tầm quan sát như vậy, thì cái vô lăng nhỏ này đôi khi nó cũng là một cái hay để chúng ta có thể đánh lái các thứ nó dễ dàng hơn khi đi ở trong phố. Ngoài ra nữa thì ở trên phiên bản cao hơn chúng ta vẫn sẽ có cái màn hình cảm ứng kích thước lớn, nó lớn hơn cái phiên bản Active, rõ ràng nó đắt tiền hơn đúng không ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài khoang động cơ nhỉ, xem động cơ chiếc xe này nó như thế nào. Peugeot 2008 tại Việt Nam được trang bị khối động cơ 3 xi lanh 1.2 lít, với công suất là 133 mã và 230 Nm mô men xoắn, mình nhớ đâu đó thì là như vậy. Thì thực tế là với cái con số như này nhá, nếu anh em chỉ nhìn vào con số thôi, thì 1.2 lít và 3 xi lanh thì 133 mã với 230 Nm mô men xoắn là một con số khá là ấn tượng. Kể cả khi mà so sánh với cả chiếc xe này với cả những đối thủ, không phải đối thủ đâu mà là những chiếc xe cửa trên đi, thì cái con số này, cái con số về sức mạnh của chiếc xe 2008 nó vẫn sẽ có phần vượt trội hơn một số những mẫu xe cửa trên. Và chỉ nhìn vào cái thông số này thôi thì rõ ràng đây là một con số rất là ấn tượng. Và thực tế nó vận hành như thế nào thì có lẽ bọn mình sẽ xin hẹn các bạn trong một thời gian sớm nhất có thể. Và xin mời các bạn cùng ngắm lại một lần nữa chiếc Peugeot 2008 này. Mình nói lại một chút giá thì Active có giá 739 triệu, còn phiên bản GT Line 829 triệu, chênh nhau khoảng 90 triệu.
thì các bạn thấy sao về mức giá này? Thực ra mà nói thì đây là một mức giá cũng thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc, tức là nó cũng xem xem với cả Honda HR-V, và nó cao hơn cái người anh em cùng nhà Thaco là Kia Seltos cũng tương đối đấy. Nhưng mà rõ ràng thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe nó châu Âu mà, nó có gì để nó cao cấp hơn. Thì anh em thấy sao về chiếc xe này, hãy để lại comment và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Xe Hay để ủng hộ chúng mình hơn nữa. Và chúng mình sẽ cố gắng gửi tới các bạn cái bài video đánh giá chi tiết hơn về chiếc xe này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.